Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình vừa phối hợp với chùa Non Nước và nhà thờ xứ Ninh Bình tổ chức hội nghị phát động xây dựng mô hình điểm vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mô hình điểm được xây dựng tại hai tổ dân phố Thúy Sơn và Thanh Sơn, phường Thanh Bình với các nội dung cụ thể đối với việc cưới, việc tang, lễ hội, trong đó phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, nâng cao vai trò trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo để tuyên truyền vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo trang trọng, văn minh, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Định kỳ tổng hợp số hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện gửi về Mặt trận Tổ quốc thành phố, tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc, các đề xuất kiến nghị để thống nhất thực hiện. Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình trên địa bàn phường và tổ chức ký cam kết thực hiện. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền vận động hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí, mô hình, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.